Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình gửi đến anh em tiếng cơm nấm. Anh em có nhu cầu lấy tiếng cơm nấm thì bình luận bên dưới, bên mình sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh em. Chúc anh em đánh thật nhiều chim. Tạm biệt anh em.